Vâng, xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em xin lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em một combo hai đường tiếng gồm một bát một chép hàng bãi chính hãng của Sony. Combo này rất phù hợp với những anh em mà đang thích lên những cái cặp loa thùng đây, như cặp này, một bát một chép. Để anh em chuẩn bị cho những ngày Tết hát karaoke hoặc là nghe nhạc. Hiện tại thì với cái combo này em chỉ còn hai cặp thôi. Một bộ combo thứ nhất là gồm một bát đây, một cặp bát đây, một cặp phân tần đây và một cặp chép, đều là của chính hãng hàng bãi của Sony. Còn bộ thứ hai thì em chỉ còn có một bát, một cặp bát như này và thiếu chép. Và bên em sẽ thay thế cái cặp chép của Sony bằng một cặp chép khác rất là xịn luôn, hàng tháo xe, chính hãng BMW. Và cặp này thì nó cũng có phân tần, zin của nó đây. Tất cả đều là hàng bãi các bác và anh em. Và ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến các bác và anh em cái combo này. Combo này tuy là hàng bãi nhưng mà các cái loa bát và loa chép của nó còn gần như là mới nguyên các bác và anh em. Đây là cặp bát của nó. Màng loa rất là dày dặn, gân béo, rất là bự luôn. Thông số kỹ thuật của nó phía sau đây các bác và anh em. Và chính hãng Sony luôn. Model của nó này, XS692ES. Đây là hàng bãi nha các bác, hàng bãi chính hãng của Sony luôn. Bên trong của nó đây, côn của nó đây, côn nhện màu vàng chanh, rất là dày dặn. Vành của nó thì được đúc nguyên khối luôn các bác, kim nguyên khối luôn. Củ từ thì khá là dày. Hàng còn mới đến 90, khoảng 95% đấy các bác và anh em. Còn về kích thước của nó thì đây là dòng loa bầu dục. Cái kích thước đường bầu dục của nó ở bên này là khoảng 23,5 cm. Cái chiều dài của hình bầu dục là khoảng 23,5 cm. Còn đường ngang của nó khoảng 16,5 cm. Cái lỗ bắt ốc của nó là khoảng 12 cm các bác. Củ từ của nó là củ từ tròn và có đường kính là 12,5 cm. Còn đây là con chép nguyên bản của nó. Chép Sony Twitter. Này trở kháng của cả hai cái bộ này đều là 4 ohm nha các bác và anh em. Tại nó là hàng bãi nên là nó cũng về không được đầy đủ. Nó chỉ có một cặp được đầy đủ cả bát và cả chép, cả phân tần là của chính hãng Sony thôi. Còn một cặp thì nó sẽ thiếu cặp chép của Sony và em sẽ thay thế bằng cái cặp chép tháo xe BMW đây. Và ngay bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của cái combo này để các bác và anh em cùng thẩm cái chất âm của nó.
Vâng, hiện tại thì em chỉ còn có hai cặp thôi. Nếu các bác và anh em muốn có một cái cặp này thì vui lòng nhanh tay gọi điện hoặc nhắn tin cho em qua số điện thoại 0983 593 826 em để ở trên màn hình để có thể sở hữu được một combo một bát một chép hàng bãi chính hãng của Sony này. Và hiện tại thì combo này em đang để cho các bác và anh em với giá là 3 triệu 950 nghìn, bao gồm một cặp bát, một cặp chép và một cặp phân tần. Thì các bác có thể là chọn cặp chép của Sony luôn hoặc là các bác có thể chọn cặp chép của BMW cũng được. Hai cái cặp chép này mức giá đều bằng nhau thôi. Vâng, cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.